Ngày 23 tháng 5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một nam thanh niên xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa huyện Ân Thi và huyện Mỹ Hào của Hưng Yên. Trước đó, vào sáng ngày 22 tháng 5, người dân tại khu vực trên phát hiện xác một nam thanh niên không mặc quần áo, đang trong quá trình phân hủy, nổi trên mặt sông. Trên người nạn nhân có nhiều hình xăm và vết thương. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là nam giới tên Thao, khoảng 24 tuổi, có dấu hiệu nghiện ma túy.